Dạ, em xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Mai Vàng 10 năm của em. Ngày hôm nay tiếp tục thuộc cái tập series em làm vườn ha cả nhà. Ngày hôm nay thì nói chung ra cũng trồng cây cũng được 70% rồi. Thì quay một cái đoạn clip để kỷ niệm lại xem năm sau mình tỷ lệ thành công nó được bao nhiêu cây ha cả nhà. Rồi hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Ngày hôm nay thì bắt đầu vô thì em thấy những cái dàn cây của em thì cái kiểm tra lại xem những cái mắc nụ năm nay thì xem nó có tỷ lệ nó đạt bông hay là không, mình có cần bổ sung gì không, thì ngày hôm nay em sẽ quay cho cả nhà mình coi. Thì em mới cử ngày hôm nay là cử tiếp tục cái cử bón phân 3 số 15 cả nhà. Thì em xài phân gì thì em cũng quay lên đây cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi cả nhà ơi, tiếp tục cuộc hành trình này cùng với em nha. Đây, ngày hôm nay thì em mới vô xem thì những cái cây nó cũng đang có những cái mắc nụ này nè. Em thấy cảm thấy thì nó cũng hơi nhỏ cả nhà. Nhưng mà có cái thì nếu mà lên mình đã mình lên trên mạng rồi, mình quay rồi thì cái gì mình biết mình nói, cái gì mình không biết thì mình không nên nói hay cả nhà. Giống như em đây thì em nhờ người bạn của em là Việt Tiệp, kích rễ Việt Tiệp á. Đây cả nhà mình ơi, em mới cắt miếng này nè. Cắt miếng thì em mới nhờ bạn em tư vấn thì bạn em mới nói thôi ông mang cái này về phân bón 15-15 te này nè, ông về nhà ông sử dụng đi, nó hiệu quả lắm. Thì bây giờ thì nói chung ra thì cái mỗi cái loại phân thì nó phải xài cho đúng đúng cây. Chẳng hạn như những cái nụ nhỏ nhỏ gì nè thì đó bạn em à, ông làm này đi, ông nghe lời tôi làm này đi. Thì đó anh em mình thấy em làm đúng thì anh em có thể mua ủng hộ tiếp bạn em ha. Kích rễ Việt Tiệp, phân bón cũng Việt Tiệp luôn. Số điện thoại thì em cũng có để đây cho cả nhà mình đây nè. Đó ha, cả nhà mình coi và ủng hộ. Thì khi mà bạn em tư vấn thì bạn em nói là xài gì xài cũng phải kết hợp với kích rễ. Em vẫn xài theo cái bộ kích rễ của Việt Tiệp này luôn ha. Giờ thì mới bắt đầu sử dụng và em cho nước vô và em làm. Nói chung ra thì vườn thì cũng mới làm thì cũng chưa có được hệ thống, nó chưa có được sạch sẽ cho lắm. Bởi vì thì em vẫn canh đo sao một gói gì em pha vô cho đúng thùng 18 lít nước ha cả nhà. Đó, giờ Long đang bắt đầu tưới đây. Đó, em quậy đều lên em tưới đi, tưới hết cái nguyên cái vàng gốc nhất này nha. Em tưới vàng gốc nhất thôi, còn khi nào mà tới qua những cái cây lớn thì nó anh chỉ cho làm, tại vì mình tùy theo cây mình mới sử dụng đúng cái loại phân của nó được. Đây, rồi cho cả nhà mình coi cái vàng gốc nhất của em nha. Đây tổng thể nguyên cái vàng gốc nhất của em đây. Ở sau thì em trồng phôi, ngày hôm nay thì em có chỉnh sửa được cái cây này rồi nè. Hôm qua hôm kia thì em chưa có làm, ngày hôm nay em chỉnh sửa xong cả nhà. Cây này là cái cây em rất là thích. Cái cây này gọi là cái cây cây độc lạ ha cả nhà. Cái dàn rễ của nó như là cây khế vậy đó. Em mới vô nước dây xong nè. Nói chung cây này thì ghép dảo như ý. Em này em không rành về những cái mặt bông, nhưng có cái thì mình thấy anh em á chia lại cho mình đây nè. Ghi trên này là cây dảo như ý, thì mình chưa biết cái mặt bông mới ra sao nữa. Đang nằm chỗ 5 ha cả nhà. Đây cho cả nhà mình coi nè. Cây độc ha cả nhà. Vườn em thì nói chung ra thì mới bắt đầu làm, bởi vậy thì nó chưa có cái gì gọi là nó gọn gàng cho lắm, mong cả nhà mình thông cảm nha. Thì hiện tại giờ vườn em đây thì có dở Thủ Đức, dở Như Ý, siêu bông Sài Gòn, và những cây dở Jin từ hạt ra cả nhà. Nè, đây nè. Hôm qua thì nói chung ra thì được người anh chia, khi mang về thì mình bị cháy những cái ngọn lá vậy nè. Đó, cháy rồi. Nhưng mà mình về nhà mình chỉnh sửa nước dây mà lá nó về là cũng ổn nè. Với những cái cây như vậy thì cả nhà mình hỏi năm nay có bông hay là không. Nói thực sự ra thì mới ghép được có mấy tháng thôi. Cây này thì không có đủ bông để chơi đâu. Nhưng có cái thì với cái cách thức chăm sóc á, trong lúc này thì mỗi cây thì nó đều khác nhau. Chẳng hạn như cây này thì em vẫn tiếp tục em dưỡng rễ nó ha cả nhà. Và cái dàn tàn của nó thì chưa có đủ gọi là đủ lực và đủ ấm tàn, thì cả nhà mình phải chăm sóc và sao phải là cho cái dàn áo ngoài nó phải đẹp, phải full, nó khỏe mạnh hơn cả nhà. Thì bây giờ thì cái này em vẫn đi theo cái cử 30-10-10 ha, để cho nó đi đọt, đi chèo. Đó. Còn ở dưới này thì anh em mình cứ dưỡng rễ thôi, dưỡng rễ cái cây như vậy nè. Đó thì tất nhiên cả nhà mình khoe dàn rễ vậy mà cả nhà mình mới đi và đi cái nước dây đầu tiên thì anh em mình chịu khó kiếm gì ủ lại ha. Với những cây mai mà có cái dàn rễ mà nó khoe lên vậy nè. Đó, chiều nữa thì em sẽ ủ lại hết trơn hay cả nhà. Cây này thì cử của nó là cứ 10 ngày một lần kích rễ và 10 ngày một lần phun vàng lá trên. Chẳng hạn như sau
thuốc sâu trừ sâu đó thì anh em mình kết hợp theo 30-10-10 anh em mình sử dụng vô. Còn những cây mà để mà làm nút nụ chơi bông thì anh em mình cứ theo cái cử phân, chẳng hạn như anh em mình thấy em đang xài 3 số 15-15 đó. Còn nếu mà nhỏ quá thì em nghĩ cả nhà mình xài siêu lăng á cả nhà. Xài siêu lăng em vẫn có, hồi nãy em sẽ mang cái bịch thuốc ra cho cả nhà mình xem. Đó, lòng đang tưới, em sẽ quay từng góc độ cho cả nhà mình coi cái khu vườn của em nha. Nói chung ra thì cái dãy này thì vài ngày nữa thì nó cũng full rồi. Tưới nhớ, tưới sao cho nó hơi đậm xíu nha Long. Hơi đậm xíu, chiều mà chẳng hạn nhưng mà nó còn dư miếng nào đó. Em pha đi, khỏi dư gì chứ, chiều em pha thì anh miếng nữa. Pha cho anh cái bình 5 lít đó, xịt cái này phun sương nó cái được rồi, kèm theo thuốc sâu. Cái cây ở ngoài kia nó có cái chi nó bị gãy rồi, có gì hồi bứt luôn đi. Đó, cây đó. Ừ. Cái cây này là hôm qua em kia chia rồi, nhưng có cái lông nó bó lộn, ngày hôm nay phải bó lần nữa. Ngày hôm qua em kia bó cây chân dài đi phải không Long? Em bó cây chân dài đi cho anh pin phải không? Anh chưa báo ảnh nữa, cây này cây nhiều toàn. Đây, nguyên cái dàn hàng nhỏ của em đây. Hàng này hàng cúc nhớt ha cây nè. Em nhìn cây em hẳn tưới nha Long. Ở quên nó có kích rễ đâu không sao đâu. Cậy nguyên dàn kích rễ này anh em cứ nghe là em đi. Chẳng hạn như mà nó nhỏ quá thì nút nụ nhỏ quá thì cứ kèm theo cái kích rễ và phân đó thôi. Rồi cây này đẹp gì đâu đẹp ta. Nguyên dàn luôn. Ở đây, vô đây cho cả nhà mình coi cái khu hôm bữa anh trồng trồng phôi đó. Ngày hôm nay thì anh em mệt quá em không trồng tiếp tục. Chứ số lượng này thì nó phải từ gấp đôi hàng này nữa. Gấp đôi này nữa em mới trồng xong cả nhà. Trồng xong thì em sẽ che lưới. Che lưới ha cả nhà, cho nó mát. Và hàng ngày khi mà cái bước cái này nó rất là quan trọng khi anh em mình trồng phôi. Trồng phôi thì anh em mình cứ cử đầu tiên anh em mình cứ sao tưới cho thật đẫm đi. Còn hàng ngày anh em mình có chịu khó kia anh em mang cái bình xịt ra. Anh em mình phun sương cho nó để cho nó giữ đứa độ ẩm trên cây á, nó khỏe cây hơn hay cái nè. Chứ đôi khi anh em mình trồng vậy nè, ẩm ở dưới mà ở trên nó không ẩm á, có những cây mai nó yếu yếu á cả nhà, nó đâu có hút nước được cái dàn nước lên trên đâu. Đó, với phần phôi trong lúc này thì nó mình chỉ cần tưới cái cử đầu tiên thôi là được rồi, chứ không có cần hàng lúc nào cũng tưới, tại vì nó chưa có lá, nó chưa cần đến cái nước nhiều á cả nhà. Em tưới đúng cử lần đầu tiên, ngày mốt đi, ngày mốt là em sẽ xả nó một lần nữa thật đẫm, rồi 3 ngày sau nữa thì em có một cái đoạn video gửi tiếp tục đến cho cả nhà mình coi nữa. Đó, đây là nguyên cái dàn phôi của em đây nè, đang làm nguyên cái khu này. Cái khu này là em không có, tại vì mình thì mình làm cái vườn nhỏ, mình quay lên đây đôi khi mình cũng mắc cỡ nữa, nhưng có cái đây là cái đam mê của em. Em mới làm được một cái góc nhỏ thì em quay lên đây cho cả nhà mình biết. Ở bên tài này cũng đang làm vườn. Cái khu này thì em sẽ để nguyên một cái dàn, gọi là năm nay thì em cho mướn hay cả nhà. Thường thường thì anh em mình, em không biết thì anh em mình có hàng năm đến anh em có đi ví dụ anh em mình có đi mướn mai về chương Tết hay là không. Năm nay thì bắt đầu em làm thì một là em sẽ cho mướn online, chẳng hạn như là em quay lên mỗi cây tôi cho mướn vài triệu cây gì đó, anh em có ủng hộ tôi hay là không, mình sẽ giao lên tới nơi đàng hoàng ở trong miền Nam thôi, còn vùng ngoài thì không có được rồi. Đó, em thì cho mướn thì số lượng nó tầm khoảng chừng 50-60 cây rồi cả nhà. 50-60 cây, giá thì em cho mướn thì chỉ có vài triệu một cây thôi, cao cao thì cũng có cây vài chục, nhưng có cái đó lúc đó là mình tính sau cái nha. Còn cái công việc của mình tính trước là ở cái dãy này nó tầm khoảng 30-40 cây nè, em cho mướn hàng tầm khoảng 5-7 triệu là dữ lắm, mà những cây cao cấp nha, chứ không phải là những cái cây gọi là cây thường đó. Còn khu này thì Tết đến thì em sẽ bán giao lưu với cả nhà mình là những cái cây gọi là cây hàng gốc nhất. Còn cái hàng này nữa nè, hàng này thì Tết đến em vẫn cho mướn mà em vẫn có giao lưu nè. Hàng này thì hôm qua giờ thì em chưa có quay cả nhà nè. Đây, tứ quý cả nhà. Tứ quý thì em được mấy cây à? Tứ quý thì chỉ được có 3 cây siêu bông Sài Gòn. Này siêu bông Sài Gòn, còn cây này cây mai vàng. Mấy cây này thì chỉnh sửa theo chuẩn cái bài cả nhà, chuẩn cái bài. Đó, cả nhà thấy không? Chuẩn cái bài. Nói chung là nụ nút này kia ok lắm à. Đây cho cả nhà mình coi nè. Đó, thấy không? Thì cái khu trồng phôi mai thì nó vẫn tiếp tục nhiều thôi, chứ nó không có em thì em trồng liên tục hết cả nhà, tại vì em còn một số hàng lớn nữa, hàng mà dây gút này kia thì em cũng còn mớ cây nữa đó. Và này em có cây giáng bay nữa cả nhà. Cho cả nhà mình coi cây giáng bay nè. Cây giáng bay, cây giáo viên nữa cả nhà.
Bài này không phải là mượn cành đâu, bài này bài zin luôn á. Này vận chuyển từ nhà ra, từ nhà mẹ ra giờ nó hơi bị gãy mấy cái nhánh lá cả nè. Này mặt hậu chi cành nói chung ổn ha. Đây cho cả nhà anh coi cần bài nó nè. Cần bài đẹp lắm, đẹp. Chậu này đang nằm trụ 6 rồi cả nhà. Long mà hồi tưới cái này luôn Long ơi. Cái này đang bị bệnh luôn nè. Này mà hồi kiểm tra xem có cái thằng anh Vin không. Anh Vin xịt nó một cái bị đốm lá nè. Thôi thằng cốc 85 cũng được nữa. Đây đế đẹp. Cái này năm nay em cũng cho mướn cái nè. Cũng cho mướn nè. Cử này chứ giờ này thì chắc mình làm thêm khoảng chừng 2 cử nữa là ngưng rồi cả nhà. 2 cử nữa là ngưng rồi. Rồi đợt tới này sẽ chắc em sẽ đi bắt đầu đi Cali cho nó cứng cáp cây rồi cho nó đỡ hạn chế mà dạng như rụng nụ cái nè. Và nó bền bông lắm. Em đi Cali. Còn giờ thì vẫn ba số 15 hay cái nè. Kèm theo kích rễ. Vườn này thì nói chung là một cái mơ ước của em cái nè. Bao nhiêu năm nay rồi. Rồi đôi khi mà cũng có số anh em cũng lên đây và nói lo bán cây đi, làm vườn làm gì. Nhưng mà có cái gì mình cũng phải có một cái góc mình đam mê. Mà mình cũng có một cái góc mà mình nhìn lại xem những cái cây mai mà mình có biết chăm sóc hay là không nữa. Chứ đôi khi mà mình bán cây không mà mình cứ nói, mình quảng cáo gì mất công anh em. Mình nói không biết bán cây, lo bán cây đi, cứ tối ngày đi làm vườn này kia. Không, em thì làm vườn này thì cũng được nhiều anh em mình cũng vui lắm á. Tại anh em nói thôi mày làm vườn đi, mai mốt tao chạy xuống mày chơi. Cũng tham quan này kia. Em xài kích rễ Việt Tiệp đó cả nhà. Kèm theo phân ba số 15-15 của anh Việt Tiệp luôn. Ba cây kia đừng có tưới nha Long. Ba cây kia tưới nước thôi. Ba kia thì chắc hồi nó tưới dưỡng rễ đó. Dưỡng rễ rồi đừng có đi phân nha. Anh thấy cái nút nụ nó bự quá. Ba cây tưới quý. Còn cái cây mai vàng kia thì phải tưới. Mai vàng góc bên phải là phải tưới. Cây dấn bay, em còn một cây, nói chung ra thì vườn thì vài ngày nữa thì em sẽ lấy một số cây cũng đỉnh lắm cả nhà. Cũng lấy số cây cũng đỉnh lắm, để mình mang về đây cũng có cây giữ để cho cả nhà mình vô tham quan cả nhà. Ngày hôm nay thì tại mấy chú nghỉ, bởi vì thì mà em sẽ không có trồng cây tiếp, chứ phải chi mấy chú không nghỉ thì ngày hôm nay chắc trồng cũng ổn ổn mà. Có cái cây phôi kia hồi nó cắt lại luôn đi, chứ để gì không được á. Rồi, em quay cho cả nhà mình coi cây này nha. Hôm bữa thì em cũng có làm có đoạn clip em tưới kích rễ thằng này. Thì em không biết cái đợt ngày đó là mình làm ngày nhiêu, mà em nghĩ chắc khoảng chừng 4-5 ngày là dữ lắm rồi. Em ra thì em sẽ coi cho cả nhà mình coi lại cái nguyên tắc của em trồng phơ mai vàng nó có đúng hay là không nha. Đây nè, hôm bữa thì có một cái cây gì thì em cũng có nói cả nhà mình, em trồng ngoài nắng với những cây mai bị xì mũ ha. Và em trồng em sẽ không kích rễ khi nào mà nó hình thành một cái lá mới kích rễ. Hôm bữa em mang ra ngoài, em phơi nắng và nó đã hình thành một cái lá rồi em cứ kích rễ. Ngày hôm nay thì mới có được em đổ. Ê, cái ngày hôm bữa mình tưới này chắc ngày hôm nay dữ lắm 4-5 ngày như ta. Đúng không? Ngày hôm nay tới cử này kích rễ này nè, hình thành cái lá nè. Hôm bữa em tưới nước này không à. Ngày hôm nay tưới kích rễ ha. Đó, cho cả nhà mình coi nè. Em tưới kích rễ đúng một cử đầu tiên. Chiều ngày hôm nay sẽ phun thuốc sâu. Nó tại vì nó ra vậy nè, cả nhà mình không phun là nói chung là sâu bọ chỉ này kia nó tấn chung là nó hư mấy cái tược uổng lắm, mất thẩm mỹ cây. Và cây nó đang có tốc độ nó phát triển nữa, mà mình không theo cái đà thì mình chăm lại nó khó lắm. Bởi vì là cả nhà thấy không, em phơi nắng em trồng bằng nước, khi nào hình thành một cái lá kéo nhựa lên tược hình thành cái lá rồi em mới bắt đầu kích rễ. Kích rễ có lần một nữa nè. Cây này thì tầm khoảng chừng 5-3 ngày nữa thì kích rễ lần nữa. Còn cây này hôm bữa có nói trên cái đoạn clip là em nói là đừng bao giờ kích rễ nghe Long, chỉ cần tưới nước thôi. Mà ngày hôm nay nó gì, nói vậy thì mình bắt đầu mà mình tưới kích rễ được nè. Đây cả nhà. Đó, tưới kích rễ được rồi. Bởi vì là khi mà mình trồng phơi mai á, mình sẽ đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm lắm. Hôm bữa cái chỗ này nó xì mũ nhiều lắm nè. Xì mũ nhiều lắm. Rồi em phơi nắng. Đó, giờ ngày hôm nay bây giờ em đụng vô em cảm thấy nó hơi nóng nè. Hơi nóng. Mặt cắt hơi nóng. Này chắc phải che lại quá. Cây hơi nóng nè Long. Ê, cây Long ơi. Cây hơi nóng á. Chắc chiều mang hai cây này nè. Hai cây này mang để vô lưới lan đây. Để lưới lan cái để cho nó bớt nóng lại, chứ cây nó đang tốc độ nè. Hồi em kích rễ này thôi nha, không có phân gì nghe Long. Đó, cả nhà mình thấy cái cách thức em trồng thấy ổn không? Đó, nếu mà cả nhà mình thấy cái cách này ổn thì cả nhà mình có thể làm theo cách của em ha cả nhà.
đó. Chứ đôi khi mà mình làm được những cái cách nào mà mình chia sẻ lại cho anh em mình á, mà cây nó khỏe mạnh á, thì em cũng rất vui. Tại vì em cũng là người bán mai vàng nhiều mà. Mà trong khi đó cái lô mai này rất nhiều. Ngày mai nó thật sự cả nhà mình, em bứng 10 cây em bù lại cho người anh ở bên Bến Tre, anh Hùng. Em hứa với ảnh trong tuần này là em sẽ bứng cho ảnh 10 cây bù. Tại vì ảnh mua rất là nhiều, nhưng có cái là ảnh ngán. Cái vấn đề mà trồng thì ảnh số lượng thì nó không có nhiều, ảnh chết không có nhiều, nhưng mà ảnh mua lần chục cây thì chục 20 cây thì nó sẽ bị cây. Nó cứ cộng dồn vô thì em sẽ bù đồng hoàng ha cả nhà. Đó, ngày mai em sẽ bứng cho ổng 10 cây. Em bù cho ổng hàng lửa đồng hoàng luôn. Ơi cây này bữa kích rễ mà ngày hôm nay đi im quá ta. Cây này bị sâu nè. Cây này bị sâu đó Long ơi. Cây này cây của anh ấy nè. Chiều nay cho vô nó kích rễ luôn đi. Kích rễ luôn đi. Kích rễ với hồi nó phun mới thuốc sâu á. Loãng thôi nha, có mùi thôi nha. Có mùi thôi, mình ngừa nó có mùi thôi. Kích rồi nhưng mà quên, kích chung ngày cây này nè. Ở vậy ngày hôm nay phun nó đi. Phun thuốc sâu nó cái nguyên vàng luôn. Giờ thì em cũng sử dụng cái loại phân 30 15 15 15 15 đó kết hợp cho cây ôm đá ha cả nhà. Đây, nút nụ nó đây, vậy rồi mà hơi nhỏ thì cây này là bắt buộc là phải xài nó rồi. Tưới đẫm cây này nha. Chiều phun thằng này em tưới. Nhưng mà mấy cây gì nè, chiều này phun luôn nha. Chiều này phải phun nó mới được. Nè, qua bên cây này nè, hồi nãy anh chỉ tưới cây này. Cây này cũng vậy nữa nè. Bao bao đây anh chỉ nè. Tưới cây này tưới từ cục đá xuống dưới luôn. Cả nhà mình để ý nó, cả nhà mình sẽ nói là đôi khi nó ôi cục đá nó nóng không có hay cả nhà. Tại vì cái vàng tàn á, vàng tàn nó đã che hết lại rồi. Em để ý dưới những cái gì nè, tưới đẫm luôn mới được. Hắt nó vô, tưới cho nó vô cái cục nhăn ở trong á. Mấy cây này nó cần nước chứ lắm á, đó thấy không? Canh nước á, nhìn cái cây nào mà nó hút nước nhiều á. Nè, em tưới vô cây này cho anh coi cái. Em tưới vô cây này cho anh coi cái. Cây này cái đỉnh nhất rồi. Rồi tưới dưới này nè. Ồ, thấy không? Cần nước không? Đó, nó hút vậy đó. Cái cây mai mà thấy nó hút xuống dưới vậy. Cả nhà mình tưới sao cho nó đẫm luôn nha cả nhà. Chứ nó không đủ lượng nước đâu. Tại vì biết sao? Nó tiêu hóa nó tốt quá trời. Cả nhà mình tưới cái nó chảy xuống dưới chứ à. Chẳng hạn như vừa tưới xong cả nhà mình hồi chút xíu quay lại tưới lần nữa cái. Rồi qua bên này nữa nè, hồ nữa quá trời mấy cây này cần đá dữ lắm, cần nước dữ lắm nha Long. Rồi cho thùng nữa đi, thùng nữa là ba cây này mới được á. Đúng thùng nữa. Đó, cả nhà mình thấy không? Tưới xuống cái là cái nó tốt quá đó cả nhà. Nó dạng như tiêu hóa nó tốt quá, nó ồ xuống dưới trơn à. Cả nhà mình phải tưới thêm cử nữa. Chẳng hạn như mấy cây này phải tưới thêm cử nữa. Vậy mới được, chứ đôi khi mà những cái cây mai mà cả nhà mình không chăm sóc nó kỹ cái, đôi khi mà nó thiếu nước ha. Nhất là những cây mà cây thành phẩm để mình làm mà gọi là hàng bông đi. Cả nhà mình chỉ cần bây giờ em nói đơn giản thôi, những cái cây mai mà siêu bông Sài Gòn nè. Ví dụ như bây giờ mà em nói thiệt, một ngày ngày hôm nay đi mà mình tưới không đủ nước nó cái, ngày mai nó xào lá nó rớt lá nở chân. Nở chân à. Chứ nó đâu có mấy này mình ép chậu mà hàng thành phẩm mà. À, những cái chậu ép bé xíu thì cả nhà mình không làm đúng lượng nước của nó mà nó về sau nó gớt lại cái rồi xong. Cây này năm nay coi như là chơi lọc lá thôi, chứ nó đâu có gọi là chơi bông nữa, tại vì nó nở hết rồi. Ủa cái cây mai vàng kia là có gì ạ? Cứ gọi phải không? Thôi ngày hôm nay thì em cứu hai phôi mai vàng ha anh chị. Nói chung là mình nhìn cây mình mới đoán được cái cây nó như thế nào để biết đường mà mình trồng lại. Đây là một cây mai vàng mà một người khách ở Tây Ninh đã trồng. Nhưng có cái em không hiểu vấn đề tại sao mà cây này lại nó yếu quá. Nói chung ra thì đối với anh em mới bắt đầu chơi thì cũng có lẽ là nó yếu thiệt. Nè, không biết lúc ban đầu mà bên anh đó gửi cho em những cái chi trên này nó là sao, nhưng mà dấu hiệu ha. Em nhìn dấu hiệu em đoán trước là theo cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của em thôi, là cái cây này nó bị dư nước, chắc ăn bị dư nước. Đây, còn hiện trạng cây bây giờ thì em nhìn cây thì em sẽ nói nó cây mai này đảm bảo 100% em cứu nó khỏe mạnh. Lý do tại sao em nhận cây này thì nó được đây tầm khoảng chừng tần, em không có làm gì hết chứ. Em không có, em chỉ tháo ra gì thôi, làm để nguyên không tưới nước. Em coi cái bầu nó đây, đủ độ ẩm ha, không tưới nước, không cắt bao bầu ra luôn. Rồi em nhìn nó như vậy thì em để nguyên trong một cái nơi mát mẻ. Và bây giờ nó gì nè,
và bây giờ nó lên cơi ha, đi đầu mới. Bây giờ thì mình trồng sang chậu thôi, tại vì lúc đó nó đang hồi sức rồi. Mình để gì, nói chung ra là mình để gì là mình sang chậu qua liền đó. Em lựa chọn một cái chậu dẫn như cái chậu ép chậu nhỏ vậy thôi. Mấy cây cỡ gì thì nói chung hôm bữa thì em cũng bán cũng vài triệu một cây ha cả nhà. Này chắc xả rồi hết luôn hả chồng ha? Xả rồi hết. Ừ. Không, này thấy chất trồng vậy để mình coi chất trồng nữa. Chú mục, chú tươi, sơ dừa. Không, em trồng cây em trước giờ em không có, không có thích cái vấn đề mà chú mục trong này nha. Độ ẩm gì thì ok nè. Bữa mang về thì nó hơi ướt. Và lúc đó là mình sẽ nói nó là nó bị dư nước cái nè. Bây giờ em sang qua chậu thì tất nhiên thì em cũng không tưới đâu. Em không tưới đâu. Nếu mà chất trồng mới thì có lẽ là mình phun sương nhẹ 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 nó cái à. Ừ, chất trồng cỡ đó được rồi nè. Cứ chấu sơ dừa đi cái nè. Đó, 46 rồi cái nè. Sơ dừa 6, chấu 4. Mà nói chung sơ dừa này là phải sơ dừa là sơ dừa mà mình cảm nhận nó già. Chứ mình đôi khi mà mình thấy sơ dừa mà nó già như mà non quá là còn nhựa cây chết. Theo kinh nghiệm của một người anh truyền đạt cho em, mà anh cũng nói cái nguyên nhân mà chết cây á, nó cũng nằm ở cái sơ dừa này nghe tài. Đôi khi sơ dừa nó non quá, được rồi chồng, non quá. Rồi lúc đó nó nhựa, nó ra đó, làm cho rễ mai mình thúi. Rồi đặt vô đi, quên mặt tiền nằm đây nè. Xoay cái chồng. Rồi ok. Bươi ra thử xem nó, thấy nó có, đây là dư nước chồng ơi. Dư nước? Ừ, dư nước. Cây đẹp lắm nghe chồng, tôi nhớ cái này mà. Hồi đó mình bán bên vườn á. Chỉ sợ cái chậu này vừa không ta? Vừa. Ông khui vô luôn đi, để xem rễ có bị chặt nhiều không. Lô này mang về nhà trồng luôn á em. Lô này cho. Rồi được rồi, khỏi. Khui đi, nó chưa ra rễ mới đâu. Xem ở dưới nó có dấu hiệu gì không ta? Thấy bình thường mà ha. Có cái dạng như bị dư nước, nó chưa ra rễ mới mà mình tưới á cái nè. Mình tưới á, đen đầu là bị dư nước. Đâu không, dở lên nè, dở lên con mấy cái vết cắt á. Hơn vết cắt đáy này nè. Có kéo không ta? Có kéo cắt lại hả? Ờ, có mang đồ nghề ra. Có cưa. Ờ, cưa đi, cưa nó lại đi. Đầu đen rồi nè. Dưới nước á, đầu đen à. Ừ, đầu đen là cắt lại hết. Đó, vậy mới được. Giữ lại, giữ lại. Ừ, giữ xíu lại, đấu vô tay đó. Ừ. Mình muốn biết coi nguyên nhân nó bị dư nước hay là không ha. Nè. Nhìn cục đất nè, quá trời nó ướt nhẹp luôn cả nè. Cục đất lõi trong, ướt nhẹp luôn. Như sình luôn cả nè. Còn được rồi chồng, đừng môi nữa đâu mày. Tại mình chồng mình đâu tưới đâu. Mấy cái này nó. Mấy rễ cám này còn nguyên luôn này trời. Cây này khỏe đó, tại nó bị dư nước thôi. Xử lý nó vậy thôi được à. Đang ra mấy tược non mới rồi, không sao đâu. Rồi, như đó được rồi. Bây giờ đặt lên chậu đi. Đón bệnh thôi cả nhà. Mình đón theo cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của mình thôi. Trước giờ thì em cứu rất là nhiều cây, những cây giặt gì. Đây, em đặt vô chậu thì nó như gì nó mới đúng nè. Tại cái lúc mà cây mà lúc em bứng nó, hiện trạng nó cũng như gì luôn nè. Thôi cây thì tiếc ha. Đó giờ mà giờ trồng khỏe mạnh cây này giờ chuẩn bị vô nước dây vậy chồng ha. Cây này nếu mà bỏ ra gì ông để khoảng chừng 3 ngày nữa ông tưới là ok. Cái chất trồng này của mình đừng có tưới đó, ông ủ nó thôi. Ví dụ như hồi nào vô mà cảm thấy nó hơi khô quá là tưới sương nhẹ nó một cái. Còn 3 ngày sau nữa mà để cho nó gáo cái nữa mà cây mai mà nó đi một nó cái búp nó cả nhà, cái búp nó mà dạng hạn nó mở ra được một cái đầu lá mới nữa mà tầm khoảng chừng 5-6 tược á, cả nhà mình lúc đó cả nhà mình xử lý ridomingon cho đen là em thấy ổn định rồi đó. Họ cắt tỉa mấy cái dư nắp lá ở dưới luôn, mấy tược ác á. Tại nhà biết sao mà em nói bỏ mấy tược ác không? Tại sao cây của mình nó đang dư nước, cây của mình đang nói nó bị bệnh đây.
mà mình để dinh dưỡng nó nuôi cho nhiều tược quá, nó phải phân bổ ra cả nhà. Bây giờ mình cắt bỏ nó, cứ cắt bỏ lấy những cái dàn trên này thôi, và lúc đó là để cho nó dồn sức lại nó nuôi những thằng kia đó. Nói chung ra là nó sẽ không có, mình để tược vậy nè, nó sẽ ví dụ như là nó sẽ chia ra, nó phân bổ ra, nó nuôi cái chỗ này nuôi chỗ kia, nó tốn sức lắm. Thay vì giờ mình cắt hết trơn đi để cho nó tập trung vô, nó dồn sức vô, nó để cho nó nghỉ ngơi cả nè. Rồi đây, sau khi em trồng xong rồi thì em sẽ không tưới nha cả nhà. Cái chất trồng này thì nói chung là 4-6-6-4 đó, 6 sơ dừa, 4 chấu nha cả nhà. Khi mà em trồng xong thì em sẽ cắt. Em cắt những cái tược mà đợt đó nó bị đen đầu đó, em chừa lại. Cả nhà mình coi trong này nó sẽ có những cái mắt, để em coi này xem gom được không. Ở trong những cái nắp này nó có một cái mắt cả nhà. Đây đây nè, em chừa lại những cái chỗ này đây. Đó, cả nhà thấy không? Những cái mắt gì nè. Đó, em chừa lại, đó để về sau này cho nó bắt đầu nó mồi nó lên tiếp cả nhà. Thì tầm khoảng chừng mà vẫn là nguyên tắc trồng phôi với những cây mới thì em sẽ tưới đẫm một lần. Rồi về sau này em sẽ bắt đầu em xả nữa, còn những cây này là ông khách hàng ông đã tưới rồi thì bây giờ mình sẽ không tưới nữa, tại vì trong này nó vẫn còn một phần độ ẩm đó. Bây giờ khi nào nó vẫn hình thành cái lá, lúc đó anh em mình sẽ tưới nhẹ nhẹ nó cái nữa. Rồi xong một cây rồi, ngày hôm nay thì em cũng đã cứu một cây mà chưa biết sao, mình nói mình cứu thôi, còn nó hồi sinh hay không là cũng do số mệnh cả nhà. Bây giờ để cho nó từ từ. Hôm bữa nguyên tắc em trồng phô mai, em trồng khô này cả nhà, em trồng khô nè, cũng có vỏ đậu phộng này kia nữa. Hôm nay xả được rồi đó Long, hôm nay xả được rồi đó. Hồi nữa chịu khó có gói thuốc sâu đó, pha cái thằng đó vô phun nó đi, rì hai lúa xanh á, phun nó một cái rồi tưới thằng, bắt đầu tưới cái rễ này nè. Ở quên, tưới nước chứ, lộn, tưới nước thằng này cho anh đi, tưới nước sạch thằng này cho anh này, cái này cái đổ cái nè, đây cái đổ nó cũng đang kéo nhựa ha cái nè, đang kéo nhựa nè. Nói chung cây này thì nó sò hồi sức hơi chậm. Rồi khi mà em đi bứng cây á, là em để ý cây em sẽ biết cái nước da của nó cái nè, cây nó già quá, cây nó già quá. Bởi vì thì anh em mình từ từ nó cái nè, cứ không có vội được ha. Ngày hôm qua em kia trồng cây này vô thấy có dấu hiệu ta, có dấu hiệu nè, kéo nhựa nè. Cây này hôm bữa em trồng đây cách đây mấy ngày à, đây. Mấy này thì em sẽ bán thành phẩm nha cả nhà, em sẽ không bán phôi mà em bán thành phẩm. Góc này góc phôi nha cả nhà, đây là hàng thành phẩm. Vài ngày nữa thì sẽ gom cho nó những cây mà em đã mua cũng mấy tháng trước, cũng có vài cây cũng cả năm nữa, em mang về đây em để tập kết là đây hết ha cả nhà. Dạ rồi, ngày hôm nay thì em cũng có quay được một cái góc nhỏ đam mê của em cho cả nhà mình cùng xem. Thì hy vọng trong thời gian tới này khu vườn của em thì cũng có được anh em mình biết đến ha. Năm nay thì em cũng nói cả nhà mình luôn thì chắc có lẽ em sẽ làm một cái clip em cho anh em mình mướn mai gọi là mướn mai online ha cả nhà. Cây thì em không có cho mướn cao đâu, nhưng mà em lấy những cái cây gọi là cái cây giá trị và cây cao cấp chút xíu thì em sẽ cho mướn trong miền Nam ha, thì em cũng sẽ bao ship. Hy vọng năm nay thì cái tính toán của em sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Nói chung ra thì em làm vườn mai thì cũng mong muốn là mình được những cái cây mai vàng đẹp, hàng sáng đến hàng chiều đến mình ra mình ngắm cây cũng có này nọ với anh em. Thì bởi vậy thì em mới nói cả nhà mình luôn thì em sẽ năm nay em sẽ làm mướn xong rồi thì qua Tết mình đi mình lấy lại mình chăm tiếp. Tại cái lô ôm đá đó thì năm sau thì em cho mướn xong thì em sẽ về nhà em tán đầu đinh nó và em ghép lại em nuôi là những cái cây mà gọi là cây phong lùng đó, thì năm sau nó mới có được tên tuổi nữa ha cả nhà. Rồi đoạn video của em xin kết thúc tại đây. Quý cô chú anh chị đi ngang em xin mỗi người cho một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.